Nhà mình phía trong là gì? Ốc em đỏ. Mua này để tát đưa về cho ba xài. Hello tất cả quý vị cùng anh em các bạn thì trở lại với âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Tiếp tục hôm nay là một công việc bàn giao âm thanh cho một vị khách tại quận 12 nha các bạn. Giờ xe mình cũng đã đến nhà khách và xe ở bên ngoài chưa, đang dê vào cái hẻm bên trong đây đó. Nhà chỉ ở trong này, các bạn này cùng mình vào bên trong để theo dõi cái quá trình lắp đặt cái bộ âm thanh này. Vậy quý vị cùng các bạn hãy theo mình nha. Đây là hàng trên xe vừa chuyển xuống, mời các bạn vào bên trong nha. Cùng các bạn như vậy thì cấu hình lo đã được đưa vào bên trong và đã được bên Huy lắp ráp. Bây giờ mình sẽ sơ lược lại cái tất cả các thiết bị về cấu hình karaoke gia đình này như thế nào. Thì bên Huy đầu tiên sẽ đi cùng tập lo 30 đơn. Đây là một dòng sản phẩm mới ra mắt nhưng nói chung là tất cả anh em rất là ưa chuộng, đó là dòng XP Pro 30 đơn nha các bạn. Đây là một dòng sản phẩm cao cấp Bình Huy đó. Và có một chiếc súp, đây là dòng súp nhập đấy, Wonderfield. Cái này là Turbo 15 hai la mã nha các bạn đó. Dòng súp 40 đơn rất đánh rất là hiệu quả. Bình Huy sẽ đi chuẩn bị máy. Trên cùng là một chiêu nguồn, đây là W802 rồi, và bên dưới là một bộ micro KR902 và một con xử lý âm thanh, này là con vang số X10 của Wood của hãng Wonderfield luôn nha các bạn. Rồi bên cuối cùng là một con đại 4 kênh, con này là con ADD Pro sử dụng 2 kênh đánh full và một kênh đánh sub, thì đẩy này vẫn còn thừa công suất rất là nhiều cho các bạn để nâng cấp lo hoặc là nâng cấp sub như thế này. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng các bạn hãy theo dõi quá trình bên đây setup tiếng nhạc và tiếng ca để bạc vào bộ âm thanh gọi là VIP Pro của vị khách. Đó là một chị nữ chủ nhân ở khu này các bạn. Đây, đây là chị chủ nè. Chị chịu hết. Rồi chị quay clip nè. Mệt quá. Rồi xin mời quý vị cùng theo dõi. Bây giờ mình sẽ test tiếp cho cái bộ
shipper của rồi này. Các bạn tham khảo về sắp âm đó như thế nào nhé. Có yêu em có lúc mà ngày cần yêu em như yêu vùng trời bên mô. Không cần tiền tìm dài sâu, không cần tiền mong vì ho tâm nội đi bên thời gian. Nghe thương yêu dòng dáng như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần rồi. Yêu em khi chỉ biết đó là hai em. Chú già rồi mà chị gái đẹp, đẹp gái khen chú hát hay nè. Hồi trước đi hát phòng trà mà giờ xuống phong đồ lại đi hát lại đường. Chỉ mất 2 mít luôn ấy. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường ngò. Nhớ gì từ ngày anh cứ lên đường. Nơi như thế nhà anh ngò cùng thăm. Màu xanh áo tươi thương. Nắng chiều đẹp quê. Nhau.
vừa rồi test rồi chị hát cảm nhận về cái bộ mình được rồi đó. Ok hả? Okay. À, không có gì để thắc mắc đúng không? À, đây là một cái phiếu bảo hành kèm hóa đơn ha, thì chị đọc xem nó kỹ sạch sẽ thế này là đúng và chính xác rồi đúng không? À, thì ở đây nó có cái mục là người giao hàng nhà hàng chị giúp mà cho nổ hưởng xác nhận không? Không? Nó ở trong này là ai cũng hát hay này. Em hát cũng như chị có khác gì đâu. Chị biết còn một lớp thanh nhạc luôn đó. Không nghe bạn này hơi nói thôi. Ok, tất cả quý vị cùng các bạn cũng như vậy thì cái quá trình bàn giao sẽ đáp âm thanh của bộ karaoke này đã hoàn tất. Thì tất cả quý vị các bạn nghe cách âm rồi đánh giá về chữ mic như thế nào thì các bạn cứ thoải mái comment bên dưới cái video. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị cùng các bạn đã theo dõi cái video từ đầu đến cuối, và các bạn cần lắp đặt những cái bộ karaoke gia đình, những cái bộ ngồi chơi ngồi sân vườn, phòng trà hoặc là sân khấu ngoài trời, các bạn hãy gọi trực tiếp cho ba số điện thoại, những số điện thoại đã đăng trên video, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp tại công ty, hai địa chỉ 670 và 340 Lý Văn Bích là công ty Thanh Huy nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn quý vị đã theo dõi cái video.